Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hình ảnh thành công của một bạn trẻ hôm nay là ngày tốt nghiệp tại một khoa, một ngành nào đó rõ rệt. Đây là điểm khởi đầu cho một tương lai lâu dài, mở ra cho một chuỗi ngày thành công. Ví dụ như bạn này tốt nghiệp bác sĩ khoa tim, bạn này tốt nghiệp bác sĩ khoa tiêu hóa, hoặc bạn này là kỹ sư tin học, bạn này là kỹ sư xây dựng. Còn đối với một tu sĩ, ngày quan trọng là ngày khấn. Với lời khấn, tôi trở thành một tu sĩ dòng Sito chiêm niệm, tu sĩ dòng Don Bosco lo việc giáo dục thanh thiếu niên, tu sĩ dòng Gioan Thiên Chúa lo cho các bệnh nhân. Và hôm nay chúng ta tham dự lễ khấn tạm và khấn trọn cho các thầy tu đoàn anh em bác ái Chúa Kitô tôi tớ. Một câu hỏi đặt ra: tu đoàn này khác với những dòng khác như thế nào? Khi nói về một dòng tu hay tu đoàn, có ba yếu tố cần xác định. Thứ nhất, đó là đặc sủng của nhà dòng tu đoàn đó là gì? Và thứ hai là linh đạo, con đường để truyền cái đặc sủng đó cho các thế hệ qua các thời kỳ là thế nào. Và cuối cùng, tu đoàn, dòng tu đó tại một giáo hội địa phương có một sứ mạng như thế nào?
Như vậy ba yếu tố đặc sủng, linh đạo và sứ mạng là ba điều cần thiết để xác định về một dòng tu và tu đoàn. Đọc hiến pháp của tu đoàn anh em bác ái Chúa Kitô tôi tớ, chúng ta gặp ngay những xác quyết hết sức rõ ràng. Trước hết về đặc sủng, hiến pháp viết: việc Chúa Kitô quỳ gối rửa chân cho các môn đệ là mẫu gương lý tưởng và là lối sống của tu đoàn anh em bác ái Chúa Kitô tôi tớ. Và châm ngôn sống của tu đoàn là yêu thương và phục vụ. Hình ảnh Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các tông đồ chính là biểu tượng của tu đoàn. Đây chính là đặc sủng mà Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, vị sáng lập ra tu đoàn, đã đón nhận từ Thiên Chúa và đã trao lại cho tu đoàn, để rồi mỗi năm có lễ khấn, có những thành viên mới, khi tuyên khấn quyết định chọn và đón nhận đặc sủng này như là lẽ sống cuộc đời của mình. Tôi chọn cái đường hướng yêu thương và phục vụ của tu đoàn. Chúng ta cùng nghe lại điều mà Thánh Gioan thuật lại trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Ngài đã yêu thương họ đến cùng. Nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy thắt lưng mà lau. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Đức cha Phaolô chắc chắn đã được đánh động và đón nhận hạt giống lời Chúa này và đã vun trồng để trổ sinh lên hai tu đoàn nam và nữ. Các thành viên của tu đoàn cũng đã đón nhận và tiếp tục phát triển đặc sủng này với châm ngôn sống của tu đoàn qua hai yếu tố nền tảng là yêu thương và phục vụ. Trước hết, các thành viên của tu đoàn sẽ luôn gìn giữ, bảo vệ và phát triển động lực yêu thương theo gương Chúa Giêsu. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người đã yêu thương họ đến cùng. Và nguồn của động lực yêu thương của Chúa Giêsu chính là tình thương của Ngài dành cho Chúa Cha, luôn luôn hướng về Chúa Cha, luôn luôn vâng theo thánh ý Chúa Cha, luôn luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Thánh Gioan đã ghi lại: trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người đã yêu thương họ đến cùng. Vì tình yêu đối với Chúa Cha, vâng theo ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã quyết tâm bước vào cuộc vượt qua như con chiên vượt qua bị sát tế năm xưa trong cuộc ra về giải thoát dân Ngài khỏi kiếp nô lệ Ai Cập. Vì thế, các thầy sắp tuyên khấn thân mến. Hôm nay, các thầy quyết định chọn lựa tuyên khấn để sống trọn vẹn đời mình trong đặc sủng của tu đoàn anh em bác ái Chúa Kitô tôi tớ, cũng là lúc quyết tâm gìn giữ ngọn lửa động lực yêu thương, cụ thể qua những giờ kinh nguyện, những giây phút gặp gỡ Chúa. Các thầy đừng để cho những hoạt động bên ngoài lấn át giờ cầu nguyện, giờ gặp gỡ Thiên Chúa. Tiếp đến, yếu tố thứ hai là yếu tố phục vụ. Gương phục vụ của Chúa Giêsu được Thánh Gioan diễn tả qua ba hành vi. Hành vi thứ nhất, hành vi chuẩn bị gồm năm tác động: đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu. Thứ hai, hành vi thực hiện một, đó là rửa chân cho các môn đệ. Và thứ ba, hành vi thực hiện hai,
lấy khăn thắt lưng mà lau. Về năm tác động, hành vi chuẩn bị được chia ra làm hai nhóm. Ba tác động đầu nói lên thái độ sẵn sàng, đó là đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra. Hai tác động sau là hành vi chuẩn bị cụ thể, lấy khăn thắt lưng và đổ nước vào chậu. Về hai hành vi thực hiện sau là rửa chân và lau chân. Các thầy sắp tuyên khấn thân mến, trong thời gian vừa qua là một thời gian dài, các thầy đã được chuẩn bị về năm tác động của hành vi chuẩn bị. Trước hết về ba tác động sẵn sàng, đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra. Các thầy đã can đảm đứng lên, rời bàn ăn, rời gia đình làng xã của mình, cởi bỏ những ước mơ danh vọng tiền tài, tình cảm bình thường của một thanh niên để bước vào đời tu. Tiếp đến về hai tác động chuẩn bị cụ thể, lấy khăn thắt lưng và đổ nước vào chậu. Trong thời gian qua, các thầy đã được chuẩn bị đi học những chuyên môn, học thật học, để rồi chu toàn sứ vụ mà các thầy sẽ thực hiện sau khi khấn. Còn về hai hành vi thực hiện là rửa chân và lau chân. Đây là hành vi phục vụ trọn vẹn, không chỉ rửa chân cho sạch xong rồi thôi, nhưng còn tiếp tục chăm sóc, lau chân cho khô để người đó có tiếp thể tiếp tục hòa nhập, làm những công việc khác. Kính thưa cộng đoàn, các thầy sắp tuyên khấn hôm nay đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu trong linh đạo của tu đoàn bác ái Chúa Kitô tôi tớ. Từ đặc sủng trên của đấng sáng lập, với linh đạo là con đường tâm linh giúp các thành viên đón nhận và phát triển đặc sủng của tu đoàn theo từng thời kỳ, và linh đạo này luôn luôn được cập nhật qua những lần tổng tu nghị để có thể đáp ứng lại nhu cầu của giáo hội và thế giới hôm nay qua từng thời kỳ với những thay đổi. Cuối cùng, yếu tố thứ ba là sứ mạng hay sứ vụ cụ thể mà tu đoàn sẽ thực hiện. Công việc bác ái lo cho những người nghèo, những người thiếu thốn là vô cùng mênh mông. Một nhu cầu cụ thể trong giáo hội và trong giáo phận và trong xã hội hiện nay là lo cho các người già qua các nhà hưu, đặc biệt là các linh mục lớn tuổi. Đây là một nhu cầu rất lớn. Trong bối cảnh của nền kinh tế lợi nhuận hôm nay, người già thường bị gạt ra ngoài vì xem ra không còn sản xuất, không còn làm ra lợi ích vật chất gì cho xã hội. Đức Thánh Ta Phanxicô đang tha thiết kêu gọi các con cái của giáo hội hãy quan tâm thật nhiều đến nhu cầu này. Tâm tình cuối cùng tôi muốn gửi đến các thầy tuyên khấn hôm nay được gói ghém trong lời khuyên của Thánh Phaolô trong bài đọc 2, trích từ thư thứ 2 gửi cho các tín hữu Corinto, chương 9 từ câu 6 đến câu 13. Tôi xin nói điều này, gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng. Vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Hôm nay các thầy sắp tuyên khấn, nhất là các thầy khấn trọn. Sau bao nhiêu năm suy nghĩ, cầu nguyện và được đào tạo, hôm nay các thầy quyết định dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa để phục vụ những người nghèo trong tu đoàn anh em bác ái Chúa Kitô tôi tớ. Chắc chắn Chúa rất vui vì món quà dâng hiến này. Nhất là chắc chắn những người già, các linh mục hưu dưỡng sẽ rất vui và được an ủi khi được các thầy yêu thương, chăm sóc, phục vụ.
Cầu chúc cho các thầy luôn tìm được sự nâng đỡ và nổi trong Chúa Giêsu và trong giáo hội là nhiệm thể của Chúa Giêsu, để đời sống dâng hiến của các thầy trổ sinh nhiều hoa trái. Amen.